Tháng 3, tháng 4 là mùa chim sinh nở. Nhiều lúc thấy tổ chim không dám khoe. Có muốn anh em cũng muốn chụp hình lắm. Nhưng mà không dám, giấu hết. Bí ẩn cũng theo dõi. Rồi cuối cùng sáng hôm nay, sáng hôm qua là đã thấy có một sự im ắng lạ thường. Thấy một cái lối đi vào, cũng đánh một dấu hỏi hơi bị nghi ngờ rồi. Thì sáng hôm nay quyết tâm theo dõi thử bọn chúng nó có còn hay không. Một sự im ắng, im lặng đến mức độ mà không thể tưởng nổi. Và sự nghi ngờ đó là chính xác. Quan sát thì thấy có cái gì đó lúc nhúc. Soi máy vào, phóng lên coi thì đúng là một tổ đầy kiến bu quanh miệng tổ. Không biết tâm trạng lúc đó như thế nào luôn, không biết tả như thế nào luôn. Không thấy chim mẹ và cũng không thấy chim cha, một cách im ắng. Bình thường là nó biết mình quen tới rồi là nó bay ra bay vô, nó chơi rất là bình thường. Hôm nay có một sự im lặng. Và chỉ có những con kiến bu quanh bên miệng tổ. Đau lòng, rất đau lòng. Cho nên mình không biết cuộc sống như thế nào. Mỗi người mỗi hoàn cảnh mình không thể nói được. Nhưng mà tháng 3, tháng 4 là mùa chim nở. Đừng để cho những đứa con ở trong tổ không có cha, không có mẹ. Tội xa lìa cha mẹ, cuối cùng không có ai đút mớm, không có ai chăm bón, và cuối cùng mất ngay tại trong tổ. Không ai cứu giúp được chúng nó cả, ngoài trừ cha mẹ của nó. Đau lòng, quá đau lòng. Tháng 3, tháng 4 là mùa sinh nở. Ai làm gì thì làm, tránh những cái tháng như thế này. Con mất mẹ, mất cha, không ai chăm. Những chú chim non ở trong tổ chờ ba mẹ về. Những chú chim non trong tổ chờ ba mẹ về. Những chú chim non trong tổ tha thiết chờ ba mẹ về.